Đến hôm nay, nghi vấn Harry Won mang bầu lại tiếp tục được nhen nhóm trở lại. Clip ghi hình Harry Won biểu diễn ca khúc Anh Cứ Đi Đi trong chuyến lưu diễn Mỹ vừa qua được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Qua video có thể thấy rõ, vòng hai của nữ ca sĩ nhô to một cách kỳ lạ khi diện trang phục bó sát. Lý do ăn nhiều của Harry Won không còn làm hài lòng cư dân mạng. Nhiều người càng tỏ ra chắc chắn trước việc Trấn Thành Harry Won cưới chạy do bạn gái đã mang thai. Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tối muộn ngày 12 tháng 7, sau chuyến lưu diễn dài ngày ở Mỹ, Harry Won chọn trang phục váy suông rộng thùng thình. Trong khoảnh khắc, ca sĩ Anh Cứ Đi Đi vô tình để lộ vòng hai to bất thường. Dù đã được che khéo bằng túi xách, nhưng vẫn không khó để nhận ra vòng hai lớn của cô. Sau đó, Harry Won tới thẳng chỗ hẹn với Trấn Thành và được bạn trai kém tuổi cầu hôn bất ngờ. Trước sự việc này, nhiều người dậy sóng nghi vấn nữ ca sĩ sinh năm 1985 đang mang bầu. Điều này không phải vô căn cứ khi Trấn Thành và Harry Won mới hẹn hò được 6 tháng. Đây là khoảng thời gian tương đối ngắn khi quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, ngay sau đó, Harry Won lên tiếng cho hay việc vòng hai của cô lớn bất thường là kết quả của việc ăn nhiều mà thôi. Tuy nhiên, mới đây hình ảnh Harry Won tham gia trò chơi mạo hiểm được lan truyền rộng rãi, dường như đập tan tin đồn mang thai này. Được biết, người có tiền sử bệnh tim và phụ nữ đang mang thai đều không được phép tham gia vào trò chơi này. Việc người đẹp 31 tuổi vẫn ngang nhiên thử thách đã chứng minh tất cả thông tin mang bầu và cưới chạy chỉ là tin đồn thất thiệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.